Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo hay khi mà nhà của mình mà có lỡ bị cúp điện á, thì mình sẽ áp dụng cái mẹo này để cho mình có thể sáng được bên trong cái nhà của mình khi bị cúp điện nha các bạn nha. Đó thì cái cách này nó rất là hay, cách này nó gọi là cũng nhờ cái cách tận dụng các bạn ha. Nó vừa có thể tận dụng là hai cái lon vỏ bia không này nè, mà vừa có thể tận dụng lại những cái dầu mà bên trong nhà mình ha, những cái dầu ăn mà bên nhà trong nhà mình nó hay chiên đồ mà mình để dư thừa lại á, mình thay vì mình đổ bỏ thì bây giờ mình tận dụng lại nha các bạn nha. Rồi rất là hay luôn, thì bây giờ mình sẽ cắt cái này ra. Trước tiên mình sẽ để lại một lon mình sẽ cắt ra ha. Rồi thì mình sẽ thay lấy cái phần thân ha, bỏ cái thân vỏ của nó thôi. Còn cái Rồi. kia sau khi mình cắt cho nó thẳng đường, nó không có bị gân cưa nữa, thì mình lấy một cái giấy ha, một cái giấy xúc như thế này các bạn. Đó. Mình cuộn lại nha các bạn nha. Rồi mình cuộn lại mình bỏ vào đây. Đó và mình cuốn nó lại luôn nha các bạn nha. Rồi thì những cái dầu thải nha các bạn, những cái dầu mà mình đã xài qua đó, mình xài một hai lần gì đó hay là nhiều lần gì đó không cần biết, mà cái dầu đó mình không còn muốn xài nữa, mình muốn đổ bỏ thì mình sẽ tận dụng lại nha các bạn nha. Mình sẽ không có đổ bỏ, mình tận dụng lại nha. Và mình sẽ đổ vào cho bên trong cái lon này nha. Mình đổ vào cái ca để cho mình có thể đổ vào cái lon này cho nó dễ nè, nó không có bị chảy ra ngoài ha. Đó thì những cái dầu thừa các bạn thì mình cứ đổ vào trong đây và mình xay cái phần khui này nè, mình xay ngược về đây ha. Đó mình xay ngược về đây thì cái cây này nè mình sẽ xiết lại cho nhỏ lại để mình đút vào trong đây nha các bạn nha. Rồi sau khi mình xiết nhỏ lại rồi mình sẽ đút vào trong đây nè các bạn. Đó mình đút cả giấy vào trong đây luôn nha các bạn nha, cái phần dư giấy nè, đó mình cho nó lọt vào trong đây luôn. Đó, mình cố gắng mình đút làm sao mà cho nó chạy xuống dưới luôn để cho nó giữ lại. Đó mình cố gắng mình xây làm sao mà cho nó lọc, nó đụng cái đáy luôn các bạn nha, để khi mà nó hút dầu lên á, nó sẽ không có bị hụt dầu nha các bạn nha. Đó như vậy mình chưa có tìm giấy bao nhiêu đây, như vậy là ok nha các bạn nha. Đó thì rồi bây giờ mình sẽ cắt bớt cái phần giấy này đi. Đó mình tề bớt cái phần ống cái ống nó chút xíu đó các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ châm một miếng dầu lên đây. Các bạn thì cái tim này nó sẽ hút dầu nha các bạn nha. Đó nó sẽ hút dầu từ bên dưới, các bạn phải chừa cái tim này và cho cái tim nó đụng xuống dưới cái phần thân dầu luôn ha. Đó thì khi mà cúp điện các bạn thì các bạn sẽ lấy cái bình dầu này ra để mà các bạn đốt lên cho nó sáng nhà sáng cửa mình. Nhưng mà các bạn phải chú ý cẩn thận khi mà mình đốt cái này nha các bạn nha. Các bạn phải để một cái khu vực nào đó cho nó thoáng một chút xíu, nằm ở giữa nhà cho thoáng xíu ha, để thắp sáng khi mà nó bị cúp điện nha các bạn nha. Lại ha. Đó thì nó hơi có khói chút xíu nha các bạn nha, nhưng mà không sao hết trơn á, chỉ là mình đốt băng băng đêm khi mà bị cúp điện thôi nha các bạn nha. Và sau khi có điện rồi mình sẽ tắt thôi, như vậy là ok rồi nha các bạn nha. Đó thì nếu các bạn thấy cái cách này nó hữu ích cho các bạn á, thì các bạn hãy chia sẻ giùm cho mình và cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ kênh mình thêm phát triển nha các bạn nha.